lần làm IVF chọc trứng được 2 tiếng phòng lab báo là trứng non. Trước đó kết quả trứng có 10 tốt 6 xấu cơ địa, muốn làm xét nghiệm để tìm nguyên nhân tại sao trứng non hay không. Đây là một câu hỏi thật ra rất là đau đầu đối với lại các bác sĩ, bởi vì chích thuốc là chúng ta sẽ kích thích toàn bộ gọi là cái giường ha, cái giường đó các bạn ha, hay là gọi là đoàn hệ toàn bộ noãn. Tuy nhiên sự đáp ứng của đoàn hệ noãn á, thì mỗi noãn nó sẽ đáp ứng khác nhau. Giống như con trong gia đình cho ăn cùng một món ăn, trong bữa ăn cùng một lượng thức ăn, nhưng mà đứa lớn, đứa nhỏ, đứa teo, đứa gầy ha. Thành ra thì chúng ta không thể nào chúng ta đoán được là tại sao mà chúng ta bạn kia có rất là nhiều trứng, bạn kia cũng xài thuốc 150 đơn vị như em, rồi số lượng AFC ban đầu cũng như em, nhưng mà khi mà chọc hút trứng thì bạn kia tới được 15, 16 bản tốt, còn em thì chỉ có những cái noãn mà như vậy, nó còn cái noãn non nữa. Thì lý do tại sao ra là tới giờ này thì cũng chưa có biết lý do tại sao. Sau khi chúng ta loại trừ cái chuyện mà bác sĩ non tay cho thuốc không có phù hợp ha, nhưng mà thật ra thì các bác sĩ đã cho thuốc thì gần như các bác sĩ đã có định liệu thuốc rồi, thì cái khả năng mà trứng non do định liệu thuốc chưa tới thì nó cũng khá là hy hữu, khá là hiếm ha. Tuy nhiên thì đa số là do cái sự phát triển không đồng đều của đoạn các bạn ha. Thì như vậy để mà chúng ta cải thiện thì một số các cái lời khuyên về dưỡng chất, chẳng hạn như bạn có thể bổ sung cái estrogen tự nhiên bằng cái bơ sáp nè, trái bơ của mình á, bằng các họ đậu ha, đậu đen, đậu nành ha, rồi đậu vừng, đậu lanh các bạn ha, omega 3, cá hồi, vân vân. Như vậy là bạn có thể bổ sung ha khoảng 1 đến 2 tháng, và quan trọng là axit folic. Bạn mỗi ngày uống 1 đến 2 viên axit folic mỗi ngày dùng cho bác sĩ cộng với omega 3. Và người ta thấy rằng cái vitamin D3 ha có thể có hữu ích, tuy nhiên là chưa chứng minh rõ ràng, thì bạn có thể sử dụng E, omega 3, D, axit folic, bốn loại đó nha bạn ha.